Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k anh thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40, 40 60 nhá, rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn, rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này, đấy em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá, rung linh đánh đu của bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây. Khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai xách có chiếc như này. Rồi ok. Đấy quai xách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nhá. Ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá. Một cái là màu xanh, một cái là màu đen. Đấy còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này, là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá và bên em bán nó rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn LED mini nhá. Đèn LED mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá. Công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn. Có công tắc như này. Đấy lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi. Nó rất là tiện và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy. Giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Đấy thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn LED mini nhá. Các bác lên cho em là đèn LED mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó. Đèn LED này, đèn LED mini nhá. Đèn LED mini. Giá sẽ là 20k cho một con đèn LED mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy nó có làm con bóng đèn LED mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy ánh sáng LED dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000, 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn LED mini nhá, đèn LED mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn các bác nhá. Đấy nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn, cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái shop có hai mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây.
công tác này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3 mét rồi, dây dài là khoảng 4 mét rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn, các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc này thôi, rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó, tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là cái dòng 3 4m này của nó thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4 mét này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7 cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lẫy cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhé. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này, gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gì, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá, dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp, giá của nó sẽ là dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k, 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa. Thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây, ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này, giá chỉ có 50k thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em. Cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt này là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49 cảnh nhá. Đấy, bên em đang bán 49 50.000 đây này. Số nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa ạ? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn này. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa ạ? Các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Đấy, mặc định là cứ tháo quạt ra là các bác đấu luôn. Đấy. Có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu nuốt vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhé. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhé. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái cúp năng điện ạ. Thì mình bỏ được cái chân FVK nhé. Các bác bỏ cho em cái chân FVK đi ạ. Thì mình lấy tốt đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chứ ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm cúp năng điện thì liên hệ với em. Bước tiếp theo thì mình đây ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhé. Nguồn điện vào thì chân nóng hoặc chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn ở cái chân thấp và chân cao này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây.
là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Bác lấy trên một dây, nhiều quạt thì mình cắt ra thì là nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra thêm cái này. Mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy được chưa? Đấy, thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần này bác để đây cho em. Sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó đây. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt. Đấy, được chưa? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhá. Đó, đây có cái video đấu nối nha, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có chân 1, 2, 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy, còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng, dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50 nghìn đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít các bác nhá. Lên thì em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn thì rất là tiện nhá. Nó là một cái dòng mâm gang thôi, một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó, lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi, 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào áp quy cho em, dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000, 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có áp quy 12-24 đều dùng được cả nhá. 12-24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12-24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn, bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa ráy đi sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, nên con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá.
70k cho một cái con phao nước như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Ba sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng các bác là 4 món luôn. 4 món mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên theo là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này, có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 150k thôi, 150k. Đây, thân máy của nó đây các bác này, thân máy của nó đây. Đấy, hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá, lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá, lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng thì các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. À, thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000, 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, thao hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co à cái dây thít các bác nhá. Dây thít giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho son à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim rồi đê rồi móc rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá, 5 mũi đen đa năng, giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000, 5 mũi khoan. Hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích cho nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy, giá sẽ là 320k. Đấy. 320k, massage vai gáy này. Vai gáy. Giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Vào ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt P7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá, có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn LED đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Điện thoại 4 SIM, giá sẽ là 450k, 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì
giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này, về nhà thì các bác bán vào tường cho em, sau đó thì mình bán vít lên, đấy mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn, độ chịu tải của nó rất là lớn nhá, đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn, đây đúng như video như này, đó, bán vào cho em này, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gỉ, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bác này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo trọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vật cầu lông nhá, bộ vật cầu lông như này. Đấy, bộ vật cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho các bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì nên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bạn này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc hẳn hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này. Bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn, thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì
nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa đấy. Nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm. Đây, một viên này nó sẽ là 5 loại như này này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này, giặt sạch tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, Made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các bác này, 3 kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mà ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear, giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu của đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu của đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác lắc đều lên chưa, lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy, và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này, nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này, cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt chai xịt bọt tuyết như này, 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, à xịt nhà tắm nhà vệ sinh như này nhá, rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này, chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá, tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp nha, thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy, 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhá, 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 25.000, 6 cái bàn chải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đó, rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì, đây, dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu, Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel có nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và Men Sexy này. Đấy, Men Sexy, Sexy Men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, Sexy Men, rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em xanh thanh lý được trong các hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì
nó sẽ là một lọ này của nó là 20 ml các bác nhá, đều là một lọ này là 20 ml các này, 20 ml các này, đấy rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhá, bán combo cho các bác đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ đấy. Thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này, chè neo là hai này, đấy giò là một, chè neo là hai, giò là một, chè neo là hai, sexy men là ba đấy, và đây cái này là sexy men này, sexy men này, giò này đấy, rồi Dior Chanel, Dior Chanel đấy, có 4 5 thương hiệu như vậy nhá, đấy có 4 5 thương hiệu, có cả bốt nữa này, có cả bốt nữa đấy. Thì nó sẽ là 4 5 thương hiệu như vậy nhá, bốt này đấy, Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi đấy, nó có 4 5 thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá, 20.000 cho một lọ như này, 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi, giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ, là 6 lọ nhá, 1 2 3 4 5 6, 6 lọ này đấy, mua mua 5 thì sẽ là tặng một, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là một này, Sexy Man là hai này, Chanel là ba này, đấy Chanel là ba này, rồi rồi đây đấy, giò là 4 này đấy, rồi bốt là 5 này đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá, 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá, các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết giá của nó sẽ là 20k một lọ đấy, nước hoa chiết này, lên theo là nước hoa chiết, nước hoa chiết nhá, hàng này hàng 20 ml hoa chiết 20k trên một lọ như này, và mua 5 thì sẽ là được tặng một nhá, mua 5 tặng một, 20.000 một lọ, mua 5 tặng một. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng đây, nó sẽ là cái thằng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này cho tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc ở đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy túi dép như này. Đấy một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho bác là một ngăn to này, một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Cắt cái gì được trước đi. Một ngăn to có khóa kéo này, đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy và nắp đậy đây, đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn, có dây đeo như này nhá, dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị không sợ bị trượt nhá, đấy không sợ bị đau va đó. Có hai màu, cái số về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, màu đen và màu nâu như này đấy, hai màu, màu đen và màu nâu, túi hàng của thương hiệu Z này, hai màu, màu đen và màu nâu, hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ. Đây em đo kích thước cho các bác xem, chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. À, chiều ngang của nó là 25 nhá, và bán rộng thì vào khoảng là 57 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá, túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này, đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá, 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bạn, giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này, một cái bộ cúc như này đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây, một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này, và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó sẽ có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều, chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này, sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy. Nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy có cái ốc vít như này nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì hả? Lên mã giúp cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn, hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc nhá,
Đấy, Khuy Cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là Khuy Cúc này. Giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là Khuy Cúc, giá sẽ là 40k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này. Đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả lấy bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày một con bản mỏng. Bỏ vào đây cho em. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con dao đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED chợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là đèn chợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít điếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn chợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn chợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn chợ sáng, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn chợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây con nhá. Đó, đây. Đây, khi bác đảo chiều này thì em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thôi em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi khi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy.
nó sẽ vú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi, đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ vú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn, kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá. Giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, thích sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000. 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian, nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử sun phát này, chống đảo chiều các kiểu, con là điều luôn, thì nó rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhé, Anh, Pháp, Mỹ, Châu Âu luôn. Đó, khử sun phát, chống đảo chiều, có hiện giờ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa, các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Đấy, nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này, có màu xanh, có màu màu nâu này, đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đàng hoàng như này luôn, một con áo mưa choàng như này 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá, to khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này, một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này, sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này, củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 17 viên, à 14 viên.
mỗi bên là 7 viên, 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng với nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhé, rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá, 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãy lưng nhá. Gãy lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãy của nó bằng sừng nhá, đầu gãy của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Gãy lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãy lưng nhá, gãy lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá, túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó, túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá, 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá, giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng thì khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển nội thất cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá, tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa và một con tăng đơ rất là ngon. Chạy thì cực kỳ là khỏe luôn và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bác này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành cho một con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá, 150k con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây,
dép này, lếch xù này. Đấy, hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này, cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy. Da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này. Đây phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn. Các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá. Đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này. 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó. Và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá đây sẽ là 175.000, có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá. Đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chuyên dán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chuyên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng, nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này, đây bếp của nó đây.
Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt muỗi đứng nhá, vợt muỗi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó đây. Thì nó sẽ làm công vật muỗi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ đấy, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập vào con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt muỗi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt muỗi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm, giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhá. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Thì em hãy lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40 cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15 cm và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá, sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi, cắm ở chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm ở chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em nhá. Đây, đấy, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây. Cho nước vào đây các bác nhá, cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó, đây, nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhá. Đó, quạt đang chạy đây này. Đấy, và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhá. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây, phun sương thì các bác có thể là phun 1 tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Sương nó phun ra rất nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, đây cho này. Đây. Sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bạn này. Đó. Con này thì hàng đa di năng luôn. Vừa quay vừa phun sương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun sương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá. Và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng sương nó phun ra này. Đây, sương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bạn này, sương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và sương của nó thì là sương mảnh nhá. Xương mảnh xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó, xương mảnh xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 300 cành. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó, quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k, đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển này từ xa cho em này, mình sử dụng này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Đấy. Có điều khiển từ xa luôn, hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn, có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên này. Đây. Đấy bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy. Và chế độ quay này. Thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật một quạt, bật hai quạt này, chế độ phun xương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có hai cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước xương này, và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này. Đấy, còn bật lên thì các bác bật luôn cho em, bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun xương là nó sẽ phun xương thôi nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ phun xương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em nhá. Đấy, hết nước lại tiếp nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày mới hết cho nước này thôi. Tại vì cái dòng phun xương này nó mất rất là ít nước các bác. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là quạt phun xương các bác nhá. Đấy, quạt phun xương. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây quạt đen. Con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá. Quạt đen tích điện. Đó, quạt đen tích điện. Đây. Quạt đen tích điện. Con này thì sẽ có công tắc này, bật lên này. Gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này. Mắc của nó là 6000A nhá, 6000A. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy. Rất mát luôn nhá. Các bác thấy không? Gió này. Con này gió mạnh lắm. Nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1, số 2 nhá. Số 1, số 2 thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25cm. Và có cho các bác là một viên pin của Makita như này. Một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá. Một cáp sạc như này. À, một cái cục nguồn sạc như này. Đây, cục nguồn sạc các bác cắm ở đâu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đấy nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá. Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt pin như này. Đấy các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi. 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2 thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy. Số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy, và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện. Quạt đen tích điện, giá của nó sẽ là, lên cho em là quạt Makita đi, quạt Makita. Giá của nó sẽ là 380.000. Đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được. Đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy. Quạt đen tích điện, giá sẽ là quạt đen tích điện này. Giá của nó sẽ là 380k nhá. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là bàn chải tay nhá. Đấy, bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này, đánh quần, đánh áo này. Đấy, bàn chải tay. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc, và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái, còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, cái phần cước này của nó khá là dày luôn, và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết.
Con này thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc, lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000, 40.000 ba cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo rồi sân sướng các thứ rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10 cm, rộng thì khoảng 5 cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy. Lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000. 3 cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây. Cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25 cm mà chiều này khoảng 30 cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy. Mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy. Chổi gạt kính nhá, lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá, 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này, đấy, khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây, các bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, các bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, các bác thấy chưa? Rất sạch luôn. Gạt đi đâu là sạch cái đấy luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá. Giá thì chỉ có 20.000 một chiếc này thôi. Các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái hộp đựng đũa thìa nhá. Lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa. Giá của nó sẽ là 160.000. Hộp đũa thìa, lên cho em là hộp đũa thìa thôi. Hộp đũa thìa này. Đấy, đũa thìa. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá. Tháo ra đổ nước đi. Đó. Cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20 cm, chiều rộng cũng khoảng 20 cm và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ là vào khoảng trên 10 cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này và cái hộp này để các bác cắm đũa cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá. Giá sẽ là 160.000 cho mấy cái hộp đũa thìa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này, màu vàng màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Một con đồng hồ như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP, giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP. Giá sẽ là đồng hồ VIP này. Giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP, giá của nó sẽ là 150.000 một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20.000 cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm. Thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ. Dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này. Siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây, Japan.
lên cho em là dao gấp giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng một này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng một cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng một này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng một luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng một các bác nhá, móc khóa Honda. Lên cho em là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng một luôn. Mua 5 tặng một các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng một này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000. Mua 5 tặng một nhá, mua 5 tặng một cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá, còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy, các bác lên cho em là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy, bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này. Đấy, mặt này đo nhiệt độ này, mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Kêu, tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quay đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25.000, 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng một. Hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này, rất sắc bén các bạn. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây, nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này con. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây, đồng hồ dây da đẹp như này. Các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số La Mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Không thể tin nổi luôn nhá, 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1, 2, 3, 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên cho em là ví cúc giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá. Bảng số điện thoại trên ô tô thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây
Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán. Các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá, 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến, đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng này, cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm, mình dùng để mình đun nóng, ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây. Quạt đây, rất mát luôn. Sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này. Đấy, hai cấp số siêu mát luôn các bạn. Các bác nghe tiếng gió này. Đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác. Các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá. Giá sẽ là 380.000. Rồi ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp. Một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4. 4 một hộp sẽ, một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô. 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy, hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy, hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin, về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là
máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tác điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có cái video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con đà điểu luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này thì em xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Đây này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can, cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 55k, đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000 thì con này nó tiện hơn. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình. Ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k, 50.000 cho một củ lọc nước như này. Cả cái cục lọc nước mini này, nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào.
Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc đấy. này inox 304, các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt, các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác một nhé. Cái mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của inox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc này inox 304, các bác nhìn rất là nhiều căn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt, các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, đấy, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 40.000 một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này, thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi. Nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là xong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này. Cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Từ giờ sẽ không phải lắc kìm bấm cúc. Thì rất là tiện luôn các bác. Chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải led hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn. Đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân. Thì về nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có 30k thôi. 30k trong con đèn cúc áo như này. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi.
80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá, mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá, túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá, vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10 cm. Con này thì rất là tiện luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn xò lắm, xịn xò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn xò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50. Chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con bao lô da, hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này, hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con bao lô da như này, rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây kia. Đốc sạc pin đồng hồ, giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá. Một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này. Có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này. Có gen xoáy, gen siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này. Châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá. Chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào, mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá. Tăng giảm bấc ở đây, rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này. Hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu này. Đó. Đèn dầu giá sẽ là 130k, 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Đấy, các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này.
và một ngăn to này, đấy một ngăn to. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá, túi chéo dàn di. Chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc. 40k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn để quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đấy em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây con này. Các bác thấy chưa? Đấy cái phần này thì bằng inox rất là sắc luôn mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá, túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho một em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau. Đấy nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên. Còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ chắc chắn. Đấy quay đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo, hàng của Mỹ. Đấy thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy đây các bác này, còn nguyên tem này các bác. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo, đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA con này, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này, con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm
lòng gà, lòng gà rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp vào đây, rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo ba món như này, giá thì chỉ có 25 cành thôi, 25.000 cái bộ nạo ba món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, nó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bắt tiền đấy nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi. Có cái đầu gioăng gen xoáy rồi, các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái lấy vít gãy nhá, lấy vít gãy. Một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 mũi tất cả. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 mũi. Thì combo cho các bác sẽ là 6 mũi lấy vít gãy như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các cái vít mà nó bị gì sét này, bị lâu ngày các bác không xoáy được ốc ra được thì các bác đưa cái này vào cho em. Đưa cái này vào là các bác rút phát một là nó sẽ ra luôn nhá. Lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 cho một hộp như này. Lên mã giúp cho em là lấy vít gãy 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi măng dẻo nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20k. Đây, khi các bác bóc ra thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, ở các cái vị trí ví dụ như là hộp điện này, rồi điều hòa này, hoặc các cái vị trí nào mà các bác không dùng mà mình cần phải bịt lại thì các bác dùng cái xi măng dẻo này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Mình chỉ cần là đấy, các bác bóc vào sau đó thì các bác đắp vào cho em là xong. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 cho một bịch này thôi. Đấy, các cái vị trí nào mà bị hở này mà các bác cần phải bịt thì dùng cái này kia, nó rất là tiện nhá. Đấy, vừa chống chuột chày, côn trùng, kiến gián, khử mùi rất là tốt luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái bộ chuyển đổi nguồn nhá. Chuyển đổi nguồn con này thì nó sẽ là chuyển từ áp quy. Đấy, chuyển từ áp quy 12V sang điện 220V. Nó lên tới công suất của nó lên tới 3100mA nhá. Đấy đây. Thì con này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ là các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cho em. Sau đó thì nó sẽ cấp ra cho các bác kích nguồn lên, nó kích nguồn lên 220V nhá. Kích nguồn lên 220V. Đấy, các bác có thể dùng là 12V hoặc là 24V đều được nhá. 12V hoặc 24V đều được, và nó sẽ kích nguồn lên cho bác lên điện 220V. Thì khi mà bị mất điện này thì các bác có thể kẹp vào cái áp quy của xe máy này, hoặc là các bác có thể dùng có những cái bình áp quy sẵn thì các bác cho vào cho em. Đấy, và các bác có thể dùng để mình kích điện lên để mình lấy điện thắp sáng này, hoặc là nấu cơm này. Đấy, thì đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là bộ kích điện nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ kích điện này. Nó dễ. Đấy, bộ kích điện này, bộ kích điện giá sẽ là 175.000, 175k cho một cái bộ kích điện như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ kích điện, giá sẽ là 175k, 175.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ vào khoảng là đi 328 đồng. Đó, 328 chi tiết đây. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đều đủ cả cho các bác luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là thuộc dạng gen co, các bác chỉ cần đưa vào đấu nối, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi là xong. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt giá sẽ là 50.000. Đó, gen co nhiệt giá của nó sẽ là co nhiệt này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng bóng đèn mà có 3 cánh. Đấy, bóng đèn 3 cánh. Cầm tranh mấy cái bóng đèn ra đây hết đây. 5 cánh với cái mini luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái bóng đèn 3 cánh như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, 3 cánh.
và của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy, rất sáng các bác này. Công suất của nó thì bóng đèn 3 cánh hả? Bóng đèn 3 cánh và công suất của nó thì con này là nó sẽ vào là đi đây, em xem mặc định của nó cái này là bao nhiêu watt đây. Cái này của nó sẽ là 45W nhá, 45W, rất sáng luôn các bạn. Đấy, 45W, rất sáng luôn. Sáng đến tới là điện thoại của em nó bị nhòang nhoàng màn hình này các bạn. Thì ánh sáng của nó rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em là bóng đèn 3 cánh nhá, 3 cánh. Giá của nó sẽ là đi 50. Bóng đèn 3 cánh giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đèn 3 cánh, giá sẽ là 50.000 này, 50.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác bóng đèn 4 cánh mini. Con 4 cánh mini này thì giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini này. Con này công suất của nó là 28W nhá. 28W các bạn. Đấy, con này thì công suất của nó là 28W thôi. 28W nhá. Con này công suất của nó là 28W. Cũng rất là sáng. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng 4 cánh nhưng mà nó sẽ là mini, nó nhỏ hơn này các bạn này. Đấy, 4 cánh mini nhá, nhỏ hơn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 8 cánh nhá. Đây. 8 cánh con này là 200W. Giá thì sẽ là 180.000. Công suất của nó là 200W và lên tới 8 cánh luôn. Lên tới 8 cánh luôn các nhá. Con này thì nói chung là miễn chê luôn các bác này. Đấy, miễn chê luôn. Đây con này. Đấy. Rất là ngon lành cành đào các bạn. Đây. Đấy, thấy chưa? Ấy, 200W này. Sáng chói chang luôn, sáng lóe cả mắt luôn các bác này. Đó, 200W nhá. 180.000. Đấy, 180.000 cho con 200W thế này. Con này thì các bác có thể dùng để nhà gia đình nhà mình có công việc này, hoặc là lễ Tết, hoặc là có các cái công việc lớn thì dùng đến con này, hoặc là các bác làm nhà xưởng máy móc hoặc là cần cái môi trường mà chiếu sáng nhiều thì dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bác nào đi hội chợ, đi triển lãm, đi công trình, công trúc các kiểu thì mình dùng con này cho em. Giá sẽ là đèn 8 cánh này là 180.000 nhá. Đấy. Con 8 cánh này, đương nhiên là đèn 8 cánh 180k nhá. Đấy, còn con 4 cánh mini thì con này thì các bác lên cho em là 4 cánh mini này. 4 cánh mini thì giá sẽ là 40k nhá. Con 3 cánh thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu các bác lên mã giúp cho em đó là cái này, nó sẽ là lọc nước nhá. Đấy, đầu lọc nước này. Đấy, đầu lọc nước như này. Thì về nhà các bác lắp cái đầu này vào cái nguồn cấp nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có sẵn gioăng cho bác luôn. Sẵn gioăng về nhà các bác lắp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lõi lọc như này. Về nhà các bác cấp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, nguồn nước nhà các bác mà bị ô nhiễm, bị bẩn thì các bác lắp vào cho em. Đấy, và con này lắp vào thì nó lọc rất là tốt. Đấy, lên mã giúp cho em là lọc nước nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy, các bác có thể lắp qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh. Đấy, thì hoặc là các bác lắp trực tiếp để mình sử dụng qua cái nguồn nước nhà mình. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, thì một cái đầu lọc như này về nhà các bác bắt vào cái nguồn nước cho em. Đó. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng nha. Đó, đây. Nó sẽ lọc sạch nước cho các bác cặn bã các kiểu con là điều luôn. Các bác có thể lắp vào bình nóng lạnh này, hoặc là lắp qua các cái nguồn, ví dụ như là vòi chậu rửa, hoặc là cấp cho máy giặt cũng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là lọc nước, giá sẽ là 50.000 nhá. 50k cho một con lọc nước như này, giá sẽ là 50.000 thôi. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phễu nhá. Đấy, các bác lên cho em là phễu này, phễu inox nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một con phễu inox như này. 60.000 à? Phễu inox này bao nhiêu nhỉ? 70.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là phễu inox, giá sẽ là 70k. Nguyên cái phần vòi này của nó thì vào khoảng là 8 cm, cái phần miệng của lưỡi phễu này thì vào khoảng là 10 cm, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình rót rượu, rót bia hoặc là các cái dòng nước, dầu, nhớt đều ok hết nhá. Hàng bằng inox, sáng bóng đẹp, độ vót của nó rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một chiếc phễu inox như này. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Và tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nhang hạc đây. Giá sẽ là 60k cho một cái hộp nhang hạc như này. Đấy, 60.000. Đấy, thì hôm qua em có bán cái hạc đấy. Thì
Nay em lại tiếp tục là về cái nhang này, để các bác cho vào cái lư hạc đấy, mình đốt rất là thơm luôn. Lên thì em là nhang hạc, giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng, con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá, còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá, giá chỉ có 100k thôi, 100k cho con kìm chết Mỹ như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304 cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ, USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc, về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Chạy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ cần sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có gioăng đàng hoàng nhá, 80k. Bên trên là cặp lồng tầng rồi.